ta sẽ vẫn đi vào thi đấu này vẫn thôi. Chúng ta vẫn đi vào thi đấu này. Một trận đấu cảm xúc không thể thiếu đi ra vì là những màn thủ nhà lật kèo. Hãy cùng Lenco Mobile Việt Nam điểm lại những khoảnh khắc phòng thủ mã nhã nhất trong năm 2021 nhé. Ok, và đây là lúc chúng ta lật kèo nha anh em. Còn thở là còn gỡ luôn nha. Bạn này là vô cùng láo cá luôn. Nháy đèn nè. Ok, bớt nháy đi bạn ơi. Và pha này mình sẽ lên đi thẳng vô trụ lụm nó luôn anh em ơi. Một phát. Ây da, một pha băng xương rất hay luôn anh em ơi. Này thì dẫn mặt cho chúng tôi. Solo không bạn ơi. Một pha double kill dành cho mình anh em ơi. Rồi, lợi thế team mình còn 5 và team bạn chết 2 rồi anh em ơi. Đây là lợi thế mình có thể lụm luôn. Này thì giỡn mặt với chúng tôi. Team mình phút đầu chơi rất là tù túng luôn anh em ơi. Nhưng mà team bạn quyết định không ăn vào nhiều phần và thắng lại cho team mình. Ok. Phút này không lật kèo còn đợi gì nữa anh em. Trận đấu đã đến phút 15 rồi. Rất là kịch tính luôn anh em. Thank you.